Thưa quý vị, đánh bại 20 đối thủ khác, phim Anatomy of the Fall của nữ đạo diễn Pháp Justine Triet thắng giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 và đây là lần tiếp theo điện ảnh Pháp được gọi tên tại giải thưởng danh giá này. Đáng nói, tại Liên hoan phim năm nay, đạo diễn Việt Nam Phạm Thiên Ân và nhà làm phim gốc Việt Nam Trần Anh Hùng cũng được gọi tên ở những giải quan trọng. Trong đó, tác phẩm Bên trong vỏ kén vàng, tựa tiếng Anh là Inside the Yellow Cocoon Shell của đạo diễn Phạm Thiên Ân thắng giải Camera d'Or, tức giải thưởng Camera Vàng. Camera d'Or là giải thưởng dành cho đạo diễn có phim đầu tay xuất sắc. Bên trong vỏ kén vàng cũng chính là tác phẩm mang quốc tịch Việt Nam duy nhất tại mùa giải Cannes năm nay. Phim được chiếu ở hạng mục tuần lễ đạo diễn Director's Fortnight. Phim kể về Thiện, một người đàn ông phải mang xác chị dâu mình về quê khi cô này bị tai nạn xe và qua đời. Trong hành trình, Thiện phải mang theo Đạo, đứa cháu trai về quê. Chuyến đi đã dấy lên trong Thiện nhiều suy tư về ý nghĩa của cuộc đời. Trước đó, phim Bên trong vỏ kén vàng khi được chiếu vào ngày 24 tháng 5 tại khuôn khổ của hạng mục Director's Fortnight đã nhận được tràng vỗ tay dài đến 5 phút. Giới phê bình phim phương Tây dành rất nhiều lời khen cho Bên trong vỏ kén vàng về kỹ thuật làm phim lẫn những đề tài mà Phạm Thiên Ân chạm tới qua từng khung hình. Bên cạnh Phạm Thiên Ân, đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng là người chỉ đạo phim The Butterfly được xướng tên tại giải đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là tượng vàng về chỉ đạo đầu tiên của Trần Anh Hùng sau nhiều lần có phim dự tranh tại Cannes, sau những dự án như Mùi đu đủ xanh vào năm 1993 hay Mùa hè chiều thẳng đứng vào năm 2000. Trước đêm bế mạc, tác phẩm The Butterfly được hoan nghênh tại Cannes khi chiếu ra mắt khán giả và nhận tràng vỗ tay dài. Phim lấy bối cảnh thập niên cuối 1880 ở Pháp, đàng lồng câu chuyện tình yêu với ẩm thực. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.